Thưa anh chị em, tất cả chúng ta dù là giáo dân hay tu sĩ hay linh mục hay giám mục, đã là Kitô hữu thì phải có hai bổn phận. Thứ nhất đó, là đón nhận lời Chúa, và thứ hai là gieo vãi lời Chúa. Và các bài kinh thánh ngày hôm nay soi sáng cho hai bổn phận đó. Cho nên tôi xin anh chị em ít phút để chia sẻ về các bài đọc. Trước hết là nhiệm vụ đón nhận lời Chúa. Ngay trước mặt cha đây có một số các bạn trẻ. Nếu mà cha hỏi các con đó là trong bộ kinh thánh Kitô giáo thì cuốn sách nào là cuốn sách đầu tiên, có biết không? Sách Sáng Thế, phải không? Rồi trong cuốn sách đầu tiên đó thì cái chương đầu tiên của sách Sáng Thế nói về cái gì, có biết không? Nói về công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Thế bây giờ thêm câu hỏi nữa này. Thế thì Thiên Chúa tạo dựng đất trời bằng cách nào? Ngài tạo dựng bằng lời. Chúa phán hãy có ánh sáng là có ánh sáng. Thế cho nên thưa anh chị em, sau này chúng ta nói với nhau cái từ gọi là sáng tạo đó. Mình sáng tạo cái này, sáng tạo cái kia, và mình nghĩ là Thiên Chúa cũng sáng tạo như thế là không có đúng. Con người chúng ta sáng tạo là mình dựa vào một cái gì nó có sẵn để mình làm một cái mới nó chưa có. Còn Thiên Chúa sáng tạo là Thiên Chúa tạo dựng từ hư vô. Hư vô tuyệt đối. Thì đó là định nghĩa của thần học. Khác hẳn. Thiên Chúa tạo dựng bằng lời. Lời của Thiên Chúa là lời quyền năng, lời hiệu nghiệm. Và bài đọc thứ nhất hôm nay nhắc chúng ta điều đó. Ở trong bài đọc này, sau khi vận dụng cái hình ảnh mưa tuyết từ trời xuống tưới gội đất đai, đem lại mùa màng tươi tốt, thì Chúa nói qua miệng tiên tri Isaiah thế này: lời ta cũng thế, một khi xuất phát từ miệng của ta thì lời sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Cho nên lời Thiên Chúa là lời quyền năng, lời hiệu nghiệm. Thế bây giờ đi vào trong thực tế, anh chị em có thể sẽ đặt cho tôi một câu hỏi. Ví dụ trong một cộng đoàn của chúng ta đây, tất cả mọi người đều nghe lời Chúa cả, mà bảo lời Chúa là lời quyền năng, thế thì tại sao lời đó có tác động nơi người này rất tốt, mà đối với người khác thì chả suy nhê gì cả, chẳng ăn thua gì cả? Lời Chúa biến đổi cuộc đời của Francisco Assisi, biến đổi cuộc đời của Augustino. Còn với rất nhiều người trong chúng ta đâu thấy tác động gì đâu. Anh chị em có thể đặt cho tôi cái câu hỏi, thế thì quyền năng ở chỗ nào? Chúa Giêsu trả lời cho mình ở trong dụ ngôn này: lời Chúa là lời quyền năng, thế nhưng chúng ta là những con người tự do. Và vì thế lời của Thiên Chúa có tác động tốt đẹp trong cuộc đời của mỗi chúng ta không, còn là tùy sự đón nhận của mình. Nói theo ngôn ngữ hình ảnh của dụ ngôn đó, thì mảnh đất tâm hồn của mình nó là vệ đường, nó là nơi sỏi đá, nó là bụi gai, hay nó là một mảnh đất màu mỡ. Nó tùy vào sự đón nhận của mình mà lời Thiên Chúa đem lại những hiệu quả tốt đẹp hay không trong cuộc đời của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta được mời gọi để mở lòng ra đón nhận lời Chúa. Đón nhận bằng cả con người của mình, bằng lý trí đã vậy,
bằng cả trái tim yêu thương, bằng cả hành động thực tế trong đời sống. Mà khi đó thì cuộc đời của mình là một mảnh đất màu mỡ, và nơi đó lời Chúa đơm hoa kết trái. Tôi xin phép chia sẻ với anh chị em một câu chuyện dễ thương ở trong đời mục vụ của tôi khi còn là linh mục. Lúc còn trẻ tôi có coi sóc một giáo xứ nhỏ thôi. Rồi để giúp giáo dân ghi nhớ lời Chúa thì cứ mỗi Chủ nhật tôi chọn một câu kinh thánh và tôi viết thật to gắn ở trên tường. Cứ mỗi tuần có một câu thôi. Tôi ở đó gần 5 năm. Rồi bề trên sai tôi đi làm việc ở một nơi khác. Trước khi tôi đi thì có một người giáo dân đến thăm. Ông rút trong túi ra một cuốn sổ và ông kể cho tôi nghe mỗi tuần con đi nhà thờ có một câu kinh thánh, con nhớ con về con ghi lại trong cái cuốn sổ này. Hôm nay con đem cái cuốn sổ này đến tặng cha làm kỷ niệm. Cứ mỗi một tuần học một câu lời Chúa, 5 năm cũng được nhiều lắm ấy chứ. Tôi cũng chắc chắn là lời Chúa tác động tốt đẹp như thế nào trong đời sống của người giáo dân đó. Nhưng có một điều rõ ràng là người đó có lòng yêu mến. Yêu mến lời Chúa và ghi nhớ lời Chúa, để lấy lời Chúa làm ánh sáng hướng dẫn cho đời sống của mình. Đấy là một tấm gương rất đẹp. Chúng ta được mời gọi để đón nhận lời Chúa. Thế rồi đồng thời, chúng ta được mời gọi để gieo vãi lời Chúa, giống như nhân vật ở trong dụ ngôn đi gieo giống. Mình có bổn phận gieo vãi lời Chúa trong gia đình, nơi mình làm việc, trong cuộc sống xã hội. Anh chị em đều biết điều đó và anh chị em cố gắng rất là nhiều. Nhưng trong thực tế, chúng ta phải nói với nhau một điều. Nhiều khi mình cố gắng lắm mà không thấy kết quả. Vì đâu đó mình chán nản, thất vọng, đôi khi còn trách cứ cả Chúa nữa. Ví dụ như là tôi biết nhiều bậc cha mẹ trong gia đình Công giáo rất là tốt lành, chăm sóc con cái, dạy dỗ con chu đáo lắm về đời sống đạo đức, canh chừng con từng bước đi. Vậy mà nó vẫn hư. Chứ có phải bảo là cha mẹ bê bối gì đâu. Cha mẹ cố gắng hết sức, vậy mà con vẫn hư. Cho nên đau khổ vô cùng. Và có người trách móc Chúa là con phạm tội gì mà Chúa phạt con như thế. Thưa anh chị em, nếu có những giây phút như thế thì chúng ta nhớ lại cái dụ ngôn ngày hôm nay. Nhớ lại cái hình ảnh của người đi gieo giống. Đâu có phải là ông ấy gieo ở đâu là nó cũng thành công đâu. Có rất nhiều hạt giống rơi trên vệ đường, rơi trên đá sỏi, rơi vào bụi gai và không có kết quả gì hết. Anh chị em nhớ lại Chúa Giê-xu. Có một vị thầy nào tuyệt vời cho bằng Chúa Giê-xu không? Không những là dạy dỗ các môn đệ bằng lời lẽ, mà còn bằng chính gương sáng đời sống của Ngài, bằng sự đồng hành của Ngài với các môn đệ suốt 3 năm trời. Vậy mà có 12 ông, cũng mất một ông. Anh chị em tính là giỏi hơn Chúa Giê-xu à? Và thê thảm hơn nữa, khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thánh giá, nhìn xuống 12 môn đệ, còn mấy ông? Còn có một ông. Cho nên nhiều khi chúng ta cố gắng nhưng mà không có kết quả như mình mong đợi, là bởi vì cái việc giáo dục con cái bằng lời Chúa. Anh chị em cố gắng làm trong gia đình, nhưng mà cuộc sống của con cái anh chị em nó còn bị tác động bởi môi trường xã hội, bởi trào lưu văn hóa, bởi nhiều yếu tố khác, và nhất là nó còn lệ thuộc vào sự tự do của mỗi con người.
Giuđa có tự do để đưa ra chọn lựa quyết định của ông. Nói như thế không có nghĩa là cứ khuyên anh chị em cứ đổ tội cho hoàn cảnh, cho môi trường, không có đâu. Nhưng muốn nói với anh chị em là chúng ta cứ cố gắng hết mình, cố gắng gieo vãi lời Chúa, gieo rắc những điều tốt đẹp, cố gắng làm hết mình, đồng thời phó thác cho Chúa. Xin Chúa là chủ mùa gặt, xin Chúa ban cho những hoa trái tốt đẹp nhất. Thế tôi nói với anh chị em, hai nhiệm vụ: đón nhận lời Chúa, gieo vãi lời Chúa. Hai nhiệm vụ đó nó đan kết chặt chẽ với nhau và nó tác động hỗ tương lên nhau. Có nghĩa là chúng ta càng đón nhận lời Chúa sâu sắc bao nhiêu thì mình càng có khả năng gieo vãi lời Chúa phong phú bấy nhiêu. Trước khi làm giám mục, tôi có dạy học ở trong chủng viện, dạy các thầy môn giảng thuyết. Và tôi thường xuyên nhắc các thầy điều này. Mai mốt ra làm linh mục, tài liệu để người ta giúp dọn bài giảng nó có nhiều lắm, nhưng đừng bao giờ lấy bài của người ta dọn sẵn mà đọc. Phải cố gắng bận rộn đến đâu đi nữa thì tự mình phải đọc lời Chúa, phải cầu nguyện, phải suy niệm và dọn cái bài giảng của mình. Rồi mình có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, nhưng mà chính mình phải làm việc. Có như thế thì mình mới giảng là nói từ con tim của mình. Và có một câu châm ngôn nổi tiếng của Đức Hồng Y Newman: Co ad co loquitu, con tim nói với con tim, chứ không phải chỉ đi đọc bài của người ta dọn sẵn. Tôi kể cho anh chị em nghe cái điều đó để thấy cái tác động hỗ tương giữa hai việc. Mình đón nhận lời Chúa càng sâu sắc bao nhiêu thì càng có khả năng giới thiệu, gieo vãi lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho anh chị em mình bấy nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta có lòng yêu mến lời Chúa và mở rộng tâm hồn để đón nhận lời của Ngài. Lời của Ngài thực sự là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi. Amen.